Hiện nay sức mua tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn rất chậm, khiến tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu Tết không dám trữ hàng nhiều. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Khác với mọi năm, không khí chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán năm 2022 ở chợ hàng hiện vẫn trong tình trạng im hơi lặng tiếng, dù chỉ còn 45 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, mứt cho biết chỉ mua vào với số lượng hàng tượng trưng để bán. Thậm chí nhiều sạp kinh doanh chưa có kế hoạch mua hàng do lo ngại sức mua giảm. Đâu có chuẩn bị mua mấy ký lên để cho có thôi, chứ không có để hàng gì hết. Tết nhất mà dịch này đâu có ai đến nhà ai đâu mà mua. Tại chợ mới, bà Trương Thị Kim Loan, kinh doanh mặt hàng đồ khô cho biết vẫn đang nghe ngóng và chưa dám đặt hàng bán Tết. Theo bà Loan, tình hình dịch bệnh khiến người tiêu dùng ngại đi chợ trong khi mọi thứ đều tăng giá. Đã tăng từ tháng 10 đến nay vẫn chưa dừng lại. Bắt đầu mà ra tháng 10 bán lại, thì từ những cái dạng đột biến rất là mạnh. Thứ nhất là nhân công không có sản xuất, cho nên là hàng về chậm, hàng thì tăng. Nhất là về dầu, mì chỉnh, đó là những hàng cao mạnh nhất. Hoạt động cầm chừng, nghe ngóng thị trường và chờ đợi người tiêu dùng là cách mà các tiểu thương tại chợ truyền thống đang làm, mặc dù đã vào mùa mua sắm cho Tết Nguyên Đán năm 2022. Sức mua của họ cũng ít á, rồi hàng quán họ mới nhiều nè, mà hai nữa thì giá cả rồi đó, giá cả rồi như chị thấy cũng chưa ổn định với tình hình dịch bệnh nên chưa ổn định nên chị đang cân nhắc. Trong khi đó, khảo sát một vòng các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố vào thời điểm này, hàng hóa Tết đã bắt đầu lên kệ, chủ yếu là giỏ quà. Dù không đánh giá cao về sức mua mùa kinh doanh Tết năm 2022, nhưng các siêu thị vẫn tăng lượng dự trữ hàng hóa 20-30% so với ngày thường và ưu tiên phân khúc hàng bình dân sản xuất trong nước nhằm tăng khả năng mua sắm cho người tiêu dùng và cạnh tranh thị phần. Thì năm nay cũng là tình hình rất là khó khăn, dịch cái Covid rất là nhiều. Thành ra là chúng tôi đã cũng có một số cái dự trữ hàng hóa mặc dù là rất là khó khăn. Nhưng mà tình hình thì chúng tôi cũng phải là tăng cường hàng hóa, cũng là chuẩn bị là 80 tỷ hàng hóa trong dịp Tết. Và chủ yếu là những cái mặt hàng là trung bình và khá hơn một chút xíu. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất bánh mứt Tết trên địa bàn thành phố cũng chỉ sản xuất cầm chừng theo đơn đặt hàng, cố gắng tiết giảm chi phí để có giá thành cạnh tranh.